Series tìm hiểu về rượu vang trong 60 giây, phần 6. Tiếp theo chúng ta hãy cùng đến với giống nho Negro Amaro. Negro Amaro thường được trồng ở vùng có khí hậu nóng hơn của Puglia, trên góc ủng của nước Ý. Giống nho này được mệnh danh là một con thú về tân niên. Negro Amaro có thể đậm đà hoặc mộc mạc, mượt mà hoặc ngổ ngáo, đó là tùy thuộc vào vintage, các hiệu ứng làm mát từ biển Ionia và đặc biệt chính là năng lực của nhà sản xuất. Chúng thường được pha trộn với Primitivo để làm giảm tân niên và tăng cường yếu tố những trái cây có màu đỏ ngọt ngào. Hãy thử kết hợp Arctetica Primitivo Negro Amaro IGT với những món nướng độc đáo như thịt lợn nướng xé sợi, gà sốt chua ngọt, món sườn Texas, bạn chắc chắn sẽ cảm nhận được sự hoàn hảo mà mình mong đợi đó. Follow và thả tim cho Daily Wine Việt Nam để đón nhận những chia sẻ bổ ích về rượu vang nhé!